Thời gian này mình cũng không có nhiều thời gian, thế nhưng mà mình khá là tự tin với cái trình độ của mình khi mà tham gia cái giải đấu lần này. Đối thủ của bọn em thì đều là những người có kỹ năng và có kinh nghiệm rất là lớn, đặc biệt là anh Nghĩa. Mình cảm thấy anh Nghĩa rất là trình độ rất là cao. Tôi không cần chuẩn bị gì hết, bởi vì các đối thủ của tôi là quá non rồi, chắc chắn là giành thắng lợi rồi. Anh chưa bao giờ chuẩn bị cả, bởi vì kỹ năng của anh nó ở hạng thượng thừa. Thật ra thì anh đánh giá rất là cao năm cái đối thủ này, với họ thì anh ao chỉnh. Thực ra thì cũng không chuẩn bị gì nhiều lắm. Mình biết là mình sức của mình cũng thừa thắng tên bạn. À, 5 thành viên đối thủ á? À, là ai? Mình không biết. Mình không có tờ. Tôi đã quan sát các bạn thi đấu trong một vài giải trước đây. Với những vị tướng hỗ trợ trong tay của tôi thì tôi tin chắc rằng sẽ đưa đội của mình đến với chiến thắng. Mình thấy team bạn có 5 điểm yếu: top, mid, rừng, AD và support. Mình nạp 500k mua skin để cú đấm vào team bạn trở nên phong cách hơn. Điều duy nhất mà mình chuẩn bị cho giải đấu năm nay đấy là một cái nồi thật là to để mà ninh heo. Anh em bọn mình thì gắn kết như là 5 anh em trên một chiếc xe tăng vậy, chỉ chờ để húc đổ cái cổng nhà chính của team bạn thôi. Việc đương kim vô địch giải PES đã giúp tôi có rất nhiều cái sự chuẩn bị tinh thần cho giải đấu này. Roller thì cũng chỉ là một bộ môn điện tử khác thôi. Tôi và đội tôi sẽ cho đối thủ thành Naruto và Batman. 0-3. Cái lối đánh của mình nó nhập vào cái con tướng rồi, không cần phải chuẩn bị gì hết, nó là sẵn trong con người. Đẹp trời, tài năng, tư duy đỉnh cao, tố chất lẫn đạo là tất cả những gì anh Hiếu không có. Hiện tại mình cũng sắp đi rồi, mình không ngán đối thủ nào cả, đối thùng cân hết. Với anh, anh nhắn nhủ với họ rằng là thực sự họ không phải lo gì cả, bởi vì anh chắc chắn là sẽ gánh team. Mình nằm trong một đội mà mình cảm thấy là khá là tự tin với một đội trưởng, đây là anh Hiếu. Nhiều anh em mình cũng chưa chơi bao giờ, trong Sài Gòn anh Tuấn. Không sao, mình vui vẻ mà. Bây giờ hết bình rồi, cùng lắm thì mình về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Xe tăng tới, cho qua. Gửi tới anh Ninh trong Sài Gòn, em rất tin anh. Và các anh em còn lại cố gắng lên. Tôi tin là với khả năng lãnh đạo của Hưng, đội của tôi sẽ đi đến chiến thắng. Bạn thì có Nghĩa Heo, còn đội mình thì có Huỳnh Tấn. Nhưng mà heo thì không thể nặng hơn 1 tấn được. Đội bạn hãy mang khăn giấy đi mà lau nước mắt. À đây thì bạn hãy cẩn thận với những quán tử nhá, từ trong bụi. Cây ra đang liên tục bị thất tung lên, một cái họa vốn nhiều triệu được coi ra từ gốc, thất tung những ai cũng biết nó cũng chiếm.